Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của xe đẹp.vn. Như các bạn đã biết, xe đẹp đã và đang là một phương tiện rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và biết rõ về chi tiết của từng loại xe, đặc biệt là phần phuộc. Phuộc xe là gì? Cấu tạo của phuộc xe như nào? Có bao nhiêu loại phuộc? Và quan trọng hơn là cách vệ sinh và bảo dưỡng phuộc xe. Thì trong video lần này, mình sẽ giới thiệu tất tần tật về các thông tin liên quan tới phuộc xe. Còn bây giờ, không chần chừ gì nữa, bắt đầu thôi. Như các bạn đã biết, không chỉ riêng gì xe đẹp, phuộc là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Nó tác động trực tiếp tới khả năng vận hành của xe. Cụ thể, phuộc giúp duy trì tốt sự ổn định cũng như là cân bằng cho xe khi di chuyển. Ngoài ra, nó còn giúp nâng đỡ trọng lượng của xe thông qua phần bánh trước và giảm xóc tốt khi đi qua địa hình xấu hoặc là gồ ghề. Hiện nay trên thị trường đang có hai loại phuộc chính, đó chính là phuộc giảm xóc và phuộc không giảm xóc. Nhưng mà ở phần phuộc giảm xóc lại chia ra thành hai loại nữa là phần phuộc giảm xóc có lò xo và phuộc giảm xóc hơi. Và cụ thể cấu tạo cũng như ưu và nhược điểm của từng loại phuộc như thế nào, hãy cùng mình đi tiếp vào phần chi tiết nhé. Đầu tiên là về phần phuộc giảm xóc có lò xo. Thì phuộc lò xo được cấu tạo từ hai ống phuộc bằng kim loại chắc chắn như các bạn đã thấy ở đây. Kết hợp với đó là một cặp lò xo được làm bằng chất liệu thép hoặc là titanium tích hợp trong phần ống phuộc. Thì ở loại phuộc này, nguyên lý hoạt động của nó chủ yếu dựa trên lực nén và đèn hồ của lò xo mà không bị phụ thuộc vào tỷ lệ lực tác động. Cho nên loại phuộc này sẽ tối ưu hóa khả năng giảm xóc mạnh khi đi qua những địa hình xấu hoặc là gồ ghề. Ở trên loại phuộc này sở hữu ưu điểm là tính ổn định cao, giá thành hợp lý, cấu tạo đơn giản và quan trọng hơn là dễ bảo trì, sửa chữa hơn. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là người lái không thể tùy chỉnh theo nhu cầu, cũng đồng nghĩa không có quá nhiều sự trải nghiệm ở đây. Tiếp theo là đến phần phuộc giảm xóc hơi, mình xin phép gọi ngắn tắt là phuộc hơi. Thì đây là một trong những sự lựa chọn yêu thích của người dùng hiện nay. Cũng như phuộc lò xo thì phuộc hơi ở đây cũng được cấu tạo từ hai phần ống phuộc bằng kim loại chắc chắn như thế này đây. Tuy nhiên ở bên trong lại chứa một lượng không khí nén chặt. Thì nguyên lý hoạt động của loại phuộc này đó chính là dựa vào sự hấp thụ cũng như là truyền lực từ hai phần ống phuộc. Các bạn có thể dễ dàng nhận biết được loại phuộc này thường sẽ được trang bị ở trên những chiếc xe đường trường và đặc biệt hơn là những chiếc xe chuyên về địa hình. Phuộc hơi cho các bạn những ưu điểm về khả năng giảm xóc tốt hơn, trọng lượng nhẹ hơn phuộc lò xo, dễ dàng tùy chỉnh lực nén. Còn về phần nhược điểm, phuộc hơi có giá thành cao hơn, với quy trình sửa chữa bảo trì phức tạp hơn và quan trọng hơn là áp suất nén khí bên trong phần nào đó chịu tác động của nhiệt độ bên ngoài. Cuối cùng là phuộc không giảm xóc hay còn gọi là phuộc cứng. Thì ở loại phuộc này được cấu tạo theo dạng ống đúc kim loại và rỗng ruột bên trong, với mục đích chính là để tối ưu hóa cái trọng lượng cũng như là giảm bớt cái sức đẹp khi các bạn di chuyển trên đường trường. Thường các bạn sẽ thấy loại phuộc này sẽ được trang bị trên những chiếc xe đường phố hoặc là những chiếc xe đua đường trường như thế này đấy. Cùng với ưu điểm tối ưu hóa lực đẹp, giúp tăng tốc nhanh hơn, tạo nên kết cấu cho xe cứng kép hơn, và khuyết điểm duy nhất là không có chức năng giảm xóc mà thôi. Ngoài ra, nếu các bạn muốn duy trì cho phuộc luôn hoạt động tốt cũng như là sở hữu một tuổi thọ cao thì hãy nốt lại những bí kíp vệ sinh phuộc sau đây nhé. Đầu tiên là hãy lau chùi phần mặt bên ngoài của ống phuộc định kỳ từ 1 tới 2 tháng một lần để loại bỏ đi những cái bụi bẩn cũng như là bùn đất để giữ cho phuộc luôn sáng bóng hơn. Thứ hai là hãy định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng phuộc tại các đơn vị uy tín như là xe đẹp.vn để luôn giữ cho phuộc được hoạt động tốt cũng như là có một tuổi thọ cao các bạn nhé. Và đó là những thông tin về phuộc xe đẹp mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn, để cho các bạn có những sự lựa chọn phuộc cũng như là xe hợp lý cho mình, hoặc là có thể thay thế phuộc những chiếc xe bạn đang đi chẳng hạn. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe và nhấn chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nhé. À, nếu các bạn muốn tụi mình làm thêm những video về chủ đề nào nữa, hãy đừng ngần ngại comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau.